Rồi bây giờ mấy em muốn lấy cái object từ bên này qua bên kia nè, bên này nè, đó mình bỏ lên đây ha. Bên đây thì mình cũng mở lên ha. Copy bình thường, chọn đó. Copy Ctrl C. Ở dưới đây mấy em thấy nó hiện cái chữ copy ha, hai cái object mình đang chọn. Mình qua đây mình Ctrl V. Đó, nó nằm đây nè. Rồi, kéo nó ra. Bây giờ mình mới map nó lên đây. Thí dụ như chỗ này rừng cây đi vòng qua đây ha. Rừng cây đi vòng qua đây. Bây giờ mình mới vẽ nè. Mấy em chọn nó lên. Sau đó mấy em vào quay bên ha. Đây nó lên cái màu như thế này. Thì hơi khó thấy ha, nhưng mà mấy em cố gắng tìm cái markup nào đó cho nó dễ nhìn. Bóng bóng hay là khó thấy ạ. Kệ nó đi, chịu khó vẽ thôi ha. Rồi mấy em sẽ vẽ lên đây, nó có màu. Đây cái rừng cây nó đi từ bên này đi qua đây chẳng hạn ha. Mấy em có thể làm mờ mờ ít ít cũng được ha. Ở đây cái phần trên nè ha, đó mấy em giảm bao nhiêu mấy em giảm. Đấy. Rồi cái size cọ nè, mấy em bấm chữ F ha, là nó nhỏ lớn, mấy em cứ đẩy qua đẩy lại là nó nhỏ hay lớn thôi. À, mấy em muốn vẽ chi tiết cây như thế nào à. Đấy. Rồi nó bọc chỗ này một đốm cây chẳng hạn. À, nó dài dài xuống đây một tí ha. Nó ra góc ha. Mấy em cứ làm sao đó tùy thích. Rồi này nó nhẹ 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 à. Chưa? Giờ mình mới làm lên đó, mình đưa lại offset mode ha. Sau đó mình vào particle ở đây đúng không? À quên. Mở lại cái quay quay bên nha mấy em. Mấy em vào ở cái phần tạo quay bên đâu rồi? Đây. À. Ở cái phần object của nó nè, data object đó. Nó sẽ tạo ra một cái group quay bên cho mấy em. Mấy em nhớ đặt tên đi ha. Cái này là khu vực có cây ha, thì mình để chữ cây chẳng hạn. Hoặc là để plant ha. Đây là khu vực có cây nè. Đây cái tên của cái group vertex là cái nhóm điểm nó sẽ mọc cây ở đó ha. Rồi sau đó mình đưa nó về offset mode, quay trở qua particle. Đây mình tạo cho nó một cái particle ha. Thì mình cũng để particle là làm cái gì, ví dụ làm cây, nhiều cây lên đây luôn à, có tên ha. Bây giờ mình mới chuyển nó qua hè. Đây nó xiên xiên là do cái đồi núi ha mấy em, nó xiên xiên là do đồi núi nó nghiêng. Rồi bây giờ mình kéo nó xuống phần render. Thì cái render này mình nếu mình chọn một object thì nó ra một loại cây ha. Ví dụ đây nó chỉ ra cái loại cây này thôi đúng không? À, nó ra có một loại cây, cây nó nằm xuống này. Thì mình mới mở bật cái object rotation lên ha. Rồi mình phải xoay nó bao nhiêu độ cho nó hợp lý. À, nó phải nằm nè, thấy cái cây nè ha. Rồi bây giờ mình thấy cái cây nó nằm dưới này, tại sao? Do cái tâm của mình nằm ngay đây. Bây giờ mình dời cái tâm qua ha. Này nó đứng rồi phải không, cây đang đứng nè. Bây giờ mình dời cái tâm qua, dời tâm đúng không?
Đó, nó mọc lên rồi đấy. Nè, mình đang làm một cái object trước ha, rồi chút nữa mình sẽ làm theo dạng nhiều object. Rồi mình chọn lại cái plane nè, vào particle lại nè. Đây, object tên. Ok. Rồi. Bây giờ mình mới kéo xuống dưới này, mình thấy cái vertex group nè ha, nãy mình làm cái vertex group á, mình chọn vào vertex group đây. Mình chọn cái plane. Đó, nó mọc theo đúng vị trí của mấy em ha. Giờ mình tắt cái origin này đây. Đây, mấy em thấy nó mọc đúng không? Cây nó mọc theo ha. Đó. Rồi, bây giờ mình mới chỉnh random. Ở đây nó có cái chế độ scale random, tăng cái này lên thì nó có lớn nhỏ ha, mình tăng bao nhiêu đó tùy. Rồi nếu cái cây này nó cao hay nó thấp quá không có hợp lý thì mình scale nó xuống. À, thí dụ như cây như thế này nè ha, cái này là mình do mình xây, hoặc là cái mình vẽ trên cái đồi núi nó nghiêng không. Đã, rồi mình tăng cái số frame lên. Ví dụ mình để 3.000. À, nó thành cái rừng lại ha. À, đây là mình nói về một loại cây. Ha, mấy em đang làm một cái loại cây. Đã, mấy em đừng làm cái loại đất này, hồi nãy thầy đã scale ha. Này này là nãy thầy scale nó rồi. Đây, bây giờ thầy hơi scale lại ha. Apply cái cần apply nó lại ha, bây giờ nó thẳng lên lại ha. Đấy, bây giờ mấy em có thể để nhiều hơn. Và nó ra một cái rừng cây. À, đó. Rồi mấy em cứ random ha. Random cho thoải mái tí. Rồi cái phần shift này là để cho nó thay đổi thôi ha, nó thay đổi trong khu vực. Ví dụ như chỗ đó cây nó nhiều quá mình thích mình đổi shift nó nhảy nhảy qua lại tí ha. Đây. Rồi cơ bản là nó như vậy. Mấy em muốn random nữa, mua chiều blend này, mấy em chọn blend cái nữa, đó nó sẽ có random theo ha, nó nhỏ nữa ha, nó có random thêm tí nữa ha, cái vực nó mịn dần ha, mấy em có thể làm thoải mái. Ở cái phần này thì keo ha, mấy em muốn lớn mấy em keo lớn, mấy em nhỏ keo nhỏ. Rồi đây là nói về một loại cây. Bây giờ mình làm hai loại cây thì hoặc là nhiều loại cây trên này thì sao? Bây giờ mình sẽ cho mấy cái này thành một cái collection ha. Giờ mình tạo cho nó một cái collection nè. Rồi mình bóc cái này bỏ vào ha. Mấy em bấm phím tắt cũng được nha. Rồi một cái sphere là này là ceiling. Rồi hai cái này nó vào thành của một cái collection. Thì mấy em chỉ cần việc chọn cái plane và thay nó bằng object bằng cái collection ha. Thay object bằng collection nè. Đó. Mấy em thấy chưa? Bây giờ mấy em phải chỉnh chỉnh cái cây này ha, cây này đang nằm nè đúng không, mấy em muốn cây này nó phải chính xác thì mấy em phải quay. Bây giờ mấy em phải kéo nó lớn lên tí ha. Đó rồi đưa đầu tiên là mình cũng phải đưa cái tâm nó về cho đúng nè, nó mới mọc lên được ha. Vậy giờ mình xây nó. Đây nó mọc lên 90 đúng không? À, rừng cây ok ha, rừng cây này là ok. Rồi mấy em có thể chọn và scale. Hả? Ok không? Rất là dễ ha, mấy em có thể làm nhiều loại cây trong này cho nó random cho nó đẹp. À, mấy cái bài của nhóm 2 nhóm của Cường cũng vậy, cũng cần mấy cái này ha.
Rồi, nhóm của Liên thì nhóm của Liên thì thay vì mình làm mấy cái cây thì mình làm đá gạch gì đó xong mình rải rác nó ra thì nó thành một cái đống lộn xộn rất là hay. Nhớ là map nghiêm túc lại một tí là ok thôi ha. Ở đây mình chỉ cần tô màu là được. Thầy chỉ làm cái sông và cái này thì cho nó đẹp thôi. Cái sông thì nó có sẵn đó em chỉ cần việc lấy ra và gắn lên thôi ha, rồi map chất liệu lên ha. Là mình dẫn tích UV giống như bình thường đúng không thầy? Ừ, nó chảy UV thường là mấy cái này, nó mấy cái lens này nó chảy UV sẵn cho mình tại vì nó vuông vức như thế này nè, hiểu không? Mình không phải chảy gì cả ha. Thường thường là nó là một cái lens mình map display lên thôi. Em cứ làm, hãy thấy mà cái gì phức tạp thì nói ha. Dạ. Rồi,